Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tuần 1 tháng 8 của công ty American Blood Group, ABG. Bản tin tuần này bao gồm các mục tin chính sau đây. Thượng viện bỏ phiếu xác nhận bà Yado là người đứng đầu sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu ngày 30 tháng 7, Thượng viện đã bỏ phiếu xác nhận bà Yado sẽ là người dẫn đầu sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Bà Yado sẽ nắm quyền lãnh đạo cơ quan vào thời điểm quan trọng đối với chương trình trung tâm khu vực EP5 và vấn đề nhập cư tại Hoa Kỳ nói chung, khi nhập cư Hoa Kỳ dần hồi phục sau đại dịch Covid-19. Trước khi gia nhập USCIS, bà Yado từng là phó trợ lý thư ký tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và là cố vấn trưởng cho tiểu ban di trú của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. USCIS là một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa, quản lý hệ thống nhập cư và nhập tịch của đất nước. Trách nhiệm của nó bao gồm xử lý đơn xin thị thực nhập cư và đơn xin nhập tịch, tị nạn, thẻ xanh và tình trạng tị nạn. Tiếp theo là thông tin liên quan đến hộ chiếu vaccine. Thành phố New York yêu cầu người có hộ chiếu vaccine mới được vào nhà hàng, phòng gym và nhiều địa điểm khác. Thành phố New York sẽ là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ bắt buộc xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 khi vào bên trong các địa điểm ăn uống, tập thể dục và trình diễn. Thị trưởng Bill đã chính thức thông báo vào sáng ngày thứ Ba. Chương trình này, tương tự như các sắc lệnh đã được ban hành ở Pháp và Ý vào tháng trước, sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 8. Và sau một thời gian chuyển tiếp, việc bắt buộc thi hành sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 9, khi các trường học dự kiến sẽ mở cửa trở lại và nhiều người lao động có thể trở lại văn phòng làm việc ở Manhattan. Khoảng 60% người dân New York đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, theo số liệu của thành phố. Tương tự, hệ thống đại học tiểu bang California từ học kỳ mùa thu này sẽ yêu cầu tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên trong khuôn viên các trường phải tiêm chủng ngừa COVID-19, theo thông báo chính thức trên website của hệ thống đại học tiểu bang California. Tiếp theo là những thông tin mới cập nhật về thị trường bất động sản Hoa Kỳ. Giá nhà tại Hoa Kỳ tăng vọt đánh dấu mức tăng lớn nhất trong 40 năm. Giá nhà ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 6 năm 1979, trong một mùa hè cực kỳ nóng đối với bất động sản, được thúc đẩy bởi đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Trên toàn quốc, giá bán đã tăng 17,2% trong tháng 6 so với một năm trước, theo báo cáo từ nhà cung cấp dữ liệu bất động sản CoreLogic. Giá nhà tiếp tục tăng nhanh nhất ở khu vực phía Tây nước Mỹ, với mức tăng trưởng so với cùng kỳ tháng 6 đạt 34,2% ở Idaho, đạt 26,1% ở Arizona và đạt 24,3% ở Montana. Giá thuê căn hộ đang tăng lên và số lượng nhà trống đã giảm xuống khi nhiều người quay trở lại làm việc. Theo báo cáo của The Wall Street Journal, xu hướng này được thúc đẩy bởi sự trở lại của các chuyên gia trẻ đến các thành phố. Theo Apartment List, giá thuê trung bình đã tăng hơn 10% trong năm qua. Gần như mọi khu vực đô thị lớn hiện đang chứng kiến giá thuê tăng cao hơn so với một năm trước. Các nhà cung cấp nhà ở đang loại bỏ các ưu đãi như miễn phí một tháng tiền thuê nhà vì họ không còn nhu cầu sử dụng để thu hút người thuê. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, nhiều thị trường lớn chứng kiến giá thuê nhà giảm như New York và San Francisco. Những người mua nhà chuyển đến Austin trong thời kỳ đại dịch phải trả trung bình cao hơn 7,8% trên giá chào bán so với 3,7% trên giá chào bán đối với người dân địa phương. Đó là theo phân tích của Redfin về người mua nhà nhập cư và địa phương từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại 11 điểm đến di cư phổ biến trên khắp Hoa Kỳ. Mặc dù giá nhà ở Austin đã tăng 43% so với năm ngoái, chúng vẫn có giá cả phải chăng hơn đáng kể so với giá bán trung bình 1,59 triệu đô la ở San Francisco, nơi có số lượng lớn người chuyển đến Texas. Andrew Van Lejo, đại diện của Austin Redfin cho biết, những người chuyển đến Austin từ ngoại thành có xu hướng kiếm được nhiều tiền từ việc bán nhà tại các thành phố đắt đỏ ở bờ Tây, đặc biệt là vùng vịnh, và những người trong số họ có thể làm việc từ xa thường đi kèm với mức lương cao ở bờ Tây. Họ thường có sức mua cao hơn nhiều so với người dân địa phương, họ cũng có đủ khả năng để tìm kiếm và cuối cùng là mua những ngôi nhà lớn hơn, đắt hơn. Tiếp theo là thông tin liên quan đến chương trình EP5. Với việc chương trình EP5 chính thức trở lại mức 500.000 đô la, rất nhiều khách hàng đã liên hệ với ABG để hỏi về vấn đề nguồn vốn đầu tư. Chương trình nhà đầu tư nhập cư EP5 rất linh hoạt. Công dân nước ngoài từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia vào chương trình định cư theo diện đầu tư, và vốn đầu tư EP5 của họ có thể đến từ hầu hết mọi nguồn, miễn là hợp pháp. Dưới đây là 4 nguồn vốn đầu tư EP5 phổ biến nhất và các mẹo để chứng minh nguồn vốn hợp pháp với USCIS. Vốn đầu tư EP5 từ việc làm. Nhiều tài liệu khác nhau có thể được sử dụng để chứng minh các nguồn hợp pháp của khoản đầu tư EP5 thông qua việc làm, bao gồm bản sao kê ngân hàng, bản lương và thư từ người sử dụng lao động tương ứng xác nhận vị trí và mức lương. Nhưng chỉ bằng chứng về việc làm là không đủ, nhà đầu tư EP5 cũng phải chứng minh rằng họ đã nộp tất cả các loại thuế hiện hành đối với thu nhập của mình bằng cách cung cấp bản khai thuế. Vốn đầu tư EP5 từ việc bán tài sản. Cho dù được thừa kế một bất động sản hay đã mua nó và đã bán nó để thu được một khoản vốn lớn,
các nhà đầu tư FB5 thường sử dụng việc bán bất động sản để tài trợ cho khoản đầu tư FB5 của họ. Để chứng minh các nguồn hợp pháp thì hợp đồng mua bán rõ ràng là cần thiết, cũng như bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền được gửi vào tài khoản từ người mua. Ngoài các thỏa thuận mua bán ban đầu, cùng với bằng chứng về các nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để mua tài sản hoặc giấy tờ thừa kế phải cung cấp, thì nhà đầu tư FB5 phải chứng minh rằng họ đã trả bất kỳ khoản thuế tài sản nào đến hạn đối với tài sản đó. Vốn đầu tư FB5 từ các khoản cho vay. Các khoản cho vay cũng là một nguồn vốn đầu tư FB5 có thể chấp nhận, cho dù chúng đến từ một tổ chức cho vay hay một cá nhân. Tuy nhiên, đảm bảo một khoản vay từ một tổ chức cho vay luôn là an toàn hơn, vì UCITS không yêu cầu tài liệu về các ngân hàng lớn tìm nguồn vốn của họ cho khoản vay. Vốn đầu tư FB5 từ quà tặng. Mặc dù nó có thể gây ngạc nhiên cho một số người, nhưng quà tặng là một nguồn vốn phổ biến và hợp lệ của quỹ đầu tư FB5, đặc biệt là từ cha mẹ đến con cái. Hầu hết các nhà đầu tư FB5 trẻ tuổi đến với chương trình bằng một món quà từ cha mẹ của họ, cho phép họ làm việc để hướng tới thường trú nhân Hoa Kỳ, và chắc chắn nhà đầu tư vẫn phải chứng minh tính hợp pháp của món quà. Tham khảo ý kiến với luật sư nhập cư FB5. AVG đưa ra giới thiệu các nguồn vốn đầu tư FB5 phổ biến nhất để nhà đầu tư tham khảo. Các nhà đầu tư có thể sử dụng một loạt các nguồn khác để tài trợ cho các khoản đầu tư FB5, miễn là có thể chứng minh số tiền thuộc sở hữu của họ một cách hợp pháp. Với một chương trình phức tạp như chương trình FB5, điều quan trọng cần nhớ là không có giải pháp chung cho tất cả, và tất cả các nhà đầu tư đều có những tình huống riêng. Đó là lý do tại sao bắt buộc phải có một luật sư nhập cư FB5 có kinh nghiệm, một đơn vị tư vấn uy tín, người có thể hướng dẫn nhà đầu tư các nguồn tốt nhất để sử dụng cho khoản đầu tư FB5 của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tuần này của American Blood Group. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.